Nhật Trung đều chưa có rai. 2-0. Tinh tế của Khổng Đình Hùng. Hai pha phối hợp đẹp mắt của các thủ Saco. Đường truyền rất hợp lý của Trần Nhật Trung và sau đó là cú chạm bóng tinh tế má ngoài chân phải của Khổng sẽ được đẩy ngang cho Khổng Đình Hùng thực hiện một cú táp. Không phải là một pha đẩy ngang nào hết mà đó là một cú sút thẳng trực diện của Lâm Tấn Phát. Cú dứt điểm bằng chân trái, cú sút quá kỹ thuật, đưa bóng vào góc cao không thật. Chúng ta có thể thấy một pha phối hợp chạy chỗ rất tinh quái của các thủ Saco và nó khiến cho các thủ Sài Gòn FC hoàn toàn bị mất phương hướng. Nguyễn Trần Duy. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Pha ghi bàn của Nguyễn Trần Duy sau một tình huống đồng thời đánh bại thủ thành Mai Xuân Hiệp. Chúng ta cùng xem lại. Đinh Văn Toàn đã rất cố gắng để che chắn và ngăn cản người đồng đội cũ. Hữu Thắng đáy biên vào. Tỷ số rất đẹp mắt của các cầu thủ Sài Gòn FC và cũng rất hiệu quả. Pha di chuyển ở vị trí cột 2 của Ngọc Tùng và sau đó làm cú đệm bóng ở cự ly cận thành.